Giá cà phê thế giới 25,7 Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới cùng giảm trở lại. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 9 năm 2024 được ghi nhận tại mức 4.443 đô la Mỹ một tấn, giảm 0,85%. Giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2024 tại New York ở mức 236,55 USD, bao sau khi giảm 1,07% đồng USD tăng, đồng nội tệ Brazil giảm, cùng với đó tồn kho tăng khiến các quỹ và đầu cơ đẩy mạnh bán khống. Hai nguyên nhân trên khiến cà phê hai sàn lao dốc mạnh, rạng sáng ngày 24 tháng 7 trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index, DSI, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, euro, yên, GBP, Canada Dollar, xét CHF, tăng 0,15%, đạt mốc 104,47. Đồng USD tăng nhẹ khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu lạm phát Mỹ được công bố vào cuối tuần này. Ở trong nước, theo một số doanh nghiệp, hiện sản lượng cà phê tồn kho không còn nhiều, chủ yếu để phục vụ thị trường nội địa. Các doanh nghiệp không dám mạo hiểm ký hợp đồng mới khi giá cả liên tục biến động mạnh cùng với đó là chi phí vận chuyển khá cao. Trước đây, nông dân ở một số khu vực ồ ạt chặt bỏ cây cà phê để chuyển sang trồng sầu riêng. Nay cà phê được giá, đem lại lợi nhuận tốt cũng không ít nông dân có ý định chuyển cây trồng khác sang cà phê. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cây trồng thiếu tính toán, thiếu kiểm soát, vì lợi nhuận nhất thời và không theo định hướng từ các cơ quan chuyên môn đã được các địa phương, chuyên gia cảnh báo là có thể đem lại rất nhiều rủi ro trong tương lai giá cà phê trong nước. Theo trang www giacap com Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước giảm mạnh 1.500 đồng 1 kg so với ngày hôm qua và giao dịch trong khoảng 126.000, 126.700 đồng 1 kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 126.600 đồng 1 kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Nông là 126.700 đồng 1 kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, Chư Trông là 126.500 đồng ở Pleiku và La Krai cùng giá 126.400 đồng 1 kg, tại tỉnh Con Tum ở mức giá 126.500 đồng 1 kg, tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 126.700 đồng 1 kg, giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi, tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 126.000 đồng 1 kg. Ở huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắc, Giá cà phê hôm nay giảm 1.500 đồng 1 kg và được thu mua ở mức 126.500 đồng 1 kg, còn tại huyện Ea Hờ Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 126.400 đồng 1 kg.